Xin chào các bạn thân mến, hai hôm rồi bọn mình không có quay được video các bạn ạ. Hôm nay thì mình với đồng chí Hoa vinh dự được đi ăn, được mời đi ăn khánh thành nhà các bạn ạ. Khánh thành nhà của bà con ở trong bản này thôi. Buổi sáng hôm nay thì là Hoa được mời làm cỗ, mình thì là khách mời đi ăn thôi. Nhà chủ các bạn ạ, có thịt một con lợn chuẩn bị từ trước, khá là già rồi các bạn ạ. Ngoài ra thì còn có thịt gà, thịt bò. Ở đây thì có một cái điểm đặc biệt như này các bạn ạ. Bữa cơm khánh thành nhà này ấy, thì là hôm nay có cả khách phương xa, có nghĩa là nhà chủ lấy vợ ở trên Sơn La các bạn ạ, ở huyện Sốp Cộp Sơn La. Cho nên là hôm nay thì có cả nhà vãi xuống chơi. Mình nghĩ là hôm nay sẽ là văn hóa, giao lưu văn hóa giữa cái giữa ở quê mình với các bác ở trên Sơn La nữa các bạn ạ. Đấy, nạc lắm các bạn ạ. Thế mà con này vẫn qua dịp Tết nhỉ anh nhỉ? Ừ. Hai con mà một con thì kiểu nó chịu khó đi quá, thế là để trước cho con. Chuẩn bị xôi. Đây, anh em đang chuẩn bị chia thịt ra để làm các món buổi sáng hôm nay các bạn. Đây là buổi tiết canh này. Tiết có bao nhiêu rồi Linh? Bên này là thịt luộc này. Bên kia là thịt nướng nộm gỏi này. Còn bên này là thịt nướng riềng giấm mẻ. Khách mời nó có ăn rồi. Đây món gì em? Thịt bò à? Bò Kobe đấy nhỉ? Đây có cả thịt bò xào. Bây giờ là chuẩn bị bày mâm rồi các bạn ạ. Thịt gà. Đó, bây giờ lại chuyển sang đĩa à Hiếu? Tức là hôm nay lá. Vừa lá vừa đĩa đúng không? Vừa dân dã vừa hiện đại nhỉ? Cái này đúng là tràn lan thịt lợn thật. Cái này 20 đĩa rồi, cái này bỏ đi, cái này nó hơi rẻ. Mấy mày đi làm cắt mày làm bát tấm cho. Không cần đề. Làm được. Chết không. Dưới này món gì đây anh Lan?
Ở đấy món gì đây? Món bò xào. À, bò xào. Ở đây, bò xào. Bò xào với rau cần. À không phải, tỏi, tỏi. Tỏi lai. Cần tây. Đây. Này, măng khô nấu với xương. Đây, thịt nướng. Đang nướng để anh em mất điện. Giờ không biết xoay sở kiểu gì đây mấy đồng chí thanh niên. Anh em lại phải dùng mồm thổi thôi. Nó khói mù lên. Thổi. Không dùng điện nữa. Cũng được. Em đứng đấy mà sao anh được. Đang làm việc thì mất điện. Đây, chuẩn bị đánh tiết canh các bạn. Mấy bát em? Mỗi bầm 2 bát này, mỗi bầm 1 bát. Thế thì mỗi bầm 2 bát à? Đây còn mấy cái món chưa dùng đến đây. Chuẩn bị dùng. Ơ, xương này anh tưởng nấu ấy chứ. Ờ, nó mang rất ngon. Dạ. Hơi bỏng đấy. À, đây các cô đang làm cái món gì đây cô? Làm món gì đây cô? Rau má mà. À, rồi. Thế là cái người Thái này làm thế này. Vâng, đúng rồi, ngon. Thế tí nữa cho cháu xin ít nhá. Tí nữa cô ngồi chỗ nào phải xuống xa sang giao lưu cô mới được. Đây này các cô ơi. Cô không biết làm nó chắc là không ngon. Không, ở dưới cho lần cho biết làm món này được cô. Là... chắc là không ngon đấy. Phá đường tàu. Các em là rau má phá đường tàu là cả rau khúc. Đây này, rau má rau khúc đây. À, ngon đấy, ngon đấy, ngon đấy. Món dân tộc Thái này. Dân tộc Thái này cái này là ăn là ngon. Vâng. Vừa ngon rồi vừa dài. Vâng. Chắc là ngày kia không thích ăn. Có chứ. Có chứ. Nếm thử đi. Thôi cô, chị nếm đi, tí em nếm. Tí nếm. Nhưng mà hôm nay các chị ăn cơm xong là về luôn à hay là nào ạ? Ừ, ăn cơm xong thì về là 2:30. Từ đây lên đấy chắc phải tầm 6 tiếng nhỉ? 6 tiếng mà. Không ạ. Không có nhiều. Vâng. Lắm. Ôi xôi, ngon nhớ. Lọc liếc. Ngon mà. Khó vơ đấy. À lúc nãy cô lên trên đồi hái đây à? Cô lên đồi hái nhỉ? Bên này nhiều lắm. Ném đi, ném thử đi. Vâng. Tí nữa mới nếm ạ. Tí nữa mới nếm. Cái này cũng ngon ạ. Lòng tiết canh ấy. Lòng tiết canh ấy. Mẹ luôn ăn tiết canh mẹ còn... Chan lưng chan ngập tiết canh luôn. Anh nha đánh cẩn thận không ấy bị phạt nha anh nhá. Phạt được. Thế là tội đánh không đông nguy hiểm lắm ấy. Đủ tiết không anh? Thoải mái nhỉ? Vẫn còn làm được vài vết bát tiết canh hoa nữa không? À, tiết canh cho gừng à? Nghe hơi lạ nhỉ? Lòng này, hôm nay có món lòng luộc này, thịt luộc này, thịt gà này, giò và thịt bò đấy. Hôm nay anh em là bỏ món mất món gỏi rồi. À, cho gừng. Căng đấy nhờ, quan hệ. Sợ Hòa ăn đau bụng lắm. Cho gừng này nó mới đỡ đau bụng này. À. Còn cả có gừng mới là cái đau bụng. Cái kia phải quấy lại đau không? Cái đấy đau người bây giờ nó vỡ mạch. Quả mình ăn đấy con nhá. Con đòi nó bằng bài nhiêu quay theo.
không có xương trong này à? Đây là cái canh măng các bạn nhá. Đây. Ngon nha. Chắc là ngon nhất nồi măng này quá. Biết ngon hay không? Măng bương à, măng này. Măng bương lên cả măng này. Được rồi, được rồi. Thịt nướng này bờ đẹp nhỉ, có cả mỡ lẫn nạc nhỉ anh nhỉ? Hơi mặn mặn. À. Hơi mặn mặn. Đúng rồi, chấm rồi. Măng này măng của cô phơi à? Của bá phơi à? À. Măng bương ấy chứ đúng không? À tức là mỗi một mâm là 2 bát canh à? Một măng một cái à. Chị Ngoan ơi, bao giờ chị Ngoan cưới đấy? Bà? Không cưới nữa à? Cưới chứ, để cho bọn em còn quay video chứ. Chuẩn bị lên mâm nha các bạn nhá, quay cho anh em xem một tí. Thịt luộc, xương nấu canh của quay tây, lòng, thịt bò, thịt gà, thịt nướng, quá nhiều món lắm. Mà vẫn đang thiếu người các bạn ạ, bây giờ là chưa được ngồi. Anh em ăn gần như sắp xong hết rồi này. Rồi, mời đi nhờ. Mừng nhà mới nha, anh em mình nhờ, chúc nhau sức khỏe nhờ. Mời anh em nhá. Đây mời các bạn đi. Thì anh em mình đi giao lưu mà nhỉ. Vui vẻ chị nhá. Vâng. Đây là cái món rau mà lúc nãy mình cũng nói rồi các bạn. Các chị người Thái xuống đây các chị chế thôi. Mở đũa tí nhá chị nhá. Em đảo đầu thôi. Hình như có cả chân gà hay sao này? Không phải chân gà đâu. À thế à? Vâng. Hoa là hoa rau đấy. À. Chắc là nó cũng còn thiếu nhiều thứ phải không chị? Mon mà. Tay bác sĩ đấy. Chị gái Hiền. Đúng rồi, chị gái Hiền đấy. Cái canh để lâu các bạn ạ, đâu ra nó đông rồi. Bây giờ mỡ ở trên này. Đây cái bát cắt. Nó đông quá. Và hôm nay thì
xin phép được khép lại video này ở đây. Một lần nữa thì anh em bọn mình rất mong muốn nếu như các bạn yêu quý anh em bọn mình thì nhớ ấn đăng ký like video, nếu có thể thì cho anh em bọn mình một chia sẻ lên trang cá nhân Facebook hoặc Zalo để ủng hộ bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hỏi xem có thiếu ai không?